sân bay quốc tế Incheon. Bình minh lúc 6 giờ sáng. Chuyến du ngoạn Hàn Quốc như tranh vẽ của học sinh Học viện Sejong. Nhân vật cuối cùng tham gia ngày hôm nay. Atilek đam mê Hàn Quốc đến từ Kazakhstan. Xin chào các bạn. Tôi đến từ Học viện Vua Sejong. Atilek, 21 tuổi và đang học tiếng Hàn ạ. Từ nhỏ tôi đã rất thích xem các bộ phim Hàn Quốc nên sự quan tâm về Hàn Quốc cũng cao lên. Không chỉ quan tâm đến tiếng Hàn mà Atilek còn quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc. Atilek tham gia thử thách làm cơm trộn ở Kazakhstan. Atilek sẽ tìm những trải nghiệm gì cho ước mơ của mình tại Seoul? Yeopsam Gangnam-gu Seoul. Món đồ đầu tiên Atilek lấy từ trong vali là sổ ghi tiếng Hàn. Mỗi tối cuốn sổ nhật ký này sẽ lấp đầy những câu chuyện gì? Trung tâm thương mại Korean Seoul Gangnam-gu. Món ăn tiêu biểu nào của Hàn Quốc thu hút được sự chú ý mà Atilek chọn trong vô số các món ăn Hàn Quốc? Tôi muốn ăn bulgogi bibimbap. Hương vị cơm trộn truyền thống của Hàn Quốc. Cơm trộn giấc mơ nhất định phải thử nếu đến Hàn Quốc của Atilek. Tôi muốn biết người Hàn làm món cơm trộn như thế nào. Tôi muốn học cách làm đó. Sau khi được học cách người Hàn làm cơm trộn, khi quay về quê hương, tôi sẽ dạy lại cách làm đó cho mọi người ạ. Samsung Dong Gangnam-gu Seoul. Studio dạy nấu ăn của đầu bếp Hun Nam. Xin chào. Em đến để học làm món cơm trộn ạ. Oh, học làm cơm trộn à? Thầy giáo hôm nay của Atilek là bậc thầy trong giới đầu bếp Shin Hyo-sup, phát sóng kênh MBC, chương trình Khách hàng trăm năm. Em là Atilek, người Kazakhstan ạ. Atilek, thầy có thể gọi như thế chứ? Rất vui được gặp em. Thầy rất quý mến những bạn là người ngoại quốc nhưng lại giỏi tiếng Hàn. Nhưng bằng cách nào mà em biết đến món ăn này vậy? Em xem chương trình nhà hàng Junsik và biết đến cơm trộn ạ, và rất chú ý đến món ăn này. Hôm nay chúng ta sẽ làm theo cách truyền thống. Dạ, em đang rất mong chờ ạ. Thầy đã chuẩn bị các nguyên liệu rồi. Ở Hàn Quốc có 5 màu sắc rất là quan trọng, gọi là 5 màu truyền thống của Hàn Quốc. Chúng ta sẽ làm cơm trộn dựa trên những màu sắc này. Màu đỏ, đen, trắng, xanh, vàng. Đây là hương vị quê hương với người Hàn. Món cơm trộn được yêu thích trên toàn thế giới. Nguyên liệu làm cơm trộn. Thật ra khi làm cơm trộn cũng có điều khó khăn khá quan trọng. À vâng ạ. Bởi vì có rất nhiều thứ phải cắt. Atilek thái độ giỏi chứ? Dạ không ạ, nhưng em có thể ạ. Cơm trộn bắt đầu được ăn từ khi nào ạ? Trong sách ghi thời Joseon có ghi là từ năm 1800, nhưng mà cũng có những nơi nói là xuất hiện sớm hơn. Lý thuyết đến đây thôi nhá, giờ ta bắt đầu làm nào. Điều quan trọng khi bắt đầu làm cơm trộn là trước tiên ta cắt tất cả các nguyên liệu, rồi ta bắt đầu nấu ăn. Ta cắt bí non đầu tiên ra, dùng phần bên ngoài thôi. Phần ở bên trong thường không hay dùng mấy. Xoay miếng bí để gọt lấy phần bên ngoài. Khá là khó cắt. Thái nhỏ lát bí mỏng vừa cắt. Cắt nhỏ cà rốt. Dưa chuột ta làm tương tự như với bí khi nãy. Nấm ta cũng sắt lát mỏng. Tách lấy lòng đỏ trứng. Đánh lên. Bật chảo lên. Nghiêng nhẹ chảo cho trứng giòn mỏng đều. Khi trứng vừa chín tới, ta dùng đũa lật.
Ý thầy là không được làm như thế này nhá. Actelec thử làm xem nào. Oh, giỏi lắm. Là nhờ thầy chỉ dạy đó. Lấy trứng ra ngay lập tức sau khi lật, ta cũng thái các nguyên liệu khác như trên. Lòng tráng trứng ta cũng làm tương tự. Làm chín tới các nguyên liệu. Chỉ cần xào cho chín tới vừa đủ là ta đã xong bước chuẩn bị. Vậy là những thứ cơ bản đã chuẩn bị xong. Liệu em có biết món gỏi thịt sống không? Em đã ăn thử bao giờ chưa? Dạ, rồi ạ. Phần làm gỏi sống, thịt mông. Atilek thái thịt bò sống, làm theo thầy giáo. Khi chuẩn bị các nguyên liệu làm cơm trộn thì thái thịt bò là khá khó. Nhưng lần sau vẫn có thể làm được. Thịt bò thái lát dài, cho dầu mè rồi tỏi vào thịt bò. Trộn đều lên là đã hoàn thành món gỏi bò sống. Cơm trộn cũng có rất nhiều loại, khác nhau tùy theo khu vực. À vâng ạ. Bản đồ cơm trộn Gyeonggi, Seoul, Chungnam, Cheongnam, Gangwon, vùng núi Chungpuk, Gyeongnam, Jeju. Nào, bây giờ ta sẽ làm tương ớt, nhưng không phải là tương ớt bình thường. Tương ớt hơi cay, chúng ta sẽ đảo lên để có nước sốt ớt này. Nguyên liệu đầu tiên là hành lá. Ta chẻ nhỏ cuống hành ra như này. Atilek chăm chú làm theo. Sau đó ta sắt nhỏ ra. Xào thịt bò xay vừa tới. Cho hành sắt, tỏi băm vào, đảo đều. Nửa thìa nước mắm, dầu hào, bột ớt. Đảo trên lửa nhỏ. Vậy là đã xong. Đây gọi là sốt ớt của Hàn. Ta có thể cho cơm vào để ăn cùng, hoặc là cho vào cơm trộn để ăn đều được. Bát đựng cơm trộn truyền thống rất đặc biệt. Tên gọi truyền thống của Hàn gọi là bát đồng thau. Lịch sử của bát đồng thau. Bát này giống như bạc vậy. Khi đựng đồ có độc, nó sẽ đổi màu. Bởi vì vậy nên các vua thời xưa hay dùng loại bát này. Bát này phản ứng với độc, nên các vị vua xưa dùng bát này để ăn cơm. Thật vậy à? Những người nổi tiếng nên dùng cái này thì tốt ạ. Cơm trộn truyền thống của Hàn đã hoàn thành. Vậy là ta đã học xong cách làm cơm trộn truyền thống. Nhưng thầy sẽ chỉ cho Atilek cách làm đơn giản, phù hợp khi em về Kazakhstan. Món cơm trộn phù hợp. Nguyên liệu làm cơm trộn thịt nướng. Ở Kazakhstan đều có chứ? Dạ. Ở nước ngoài cũng có thể mua nguyên liệu giống như là nước mắm. Khi nãy ta đã băm nhỏ hành mà đúng không? Cắt thành các cuống nhỏ. Sắt nhỏ. Cho hành sắt, tỏi băm, đường và nước mắm vào tô theo tỷ lệ 1-2. Trộn đều các gia vị lên là xong gia vị cho thịt nướng. Thái nhỏ thịt bò rồi cho vào trộn cùng gia vị khi nãy. Cắt nhỏ hành tây và nấm. Nấm sò ta dùng tay tách nhỏ. Xào qua hành tây và ớt trên chảo. Cho thịt bò vào xào. Gọt lấy lớp vỏ ngoài quả chanh. Cho lên chảo, trao qua cùng nước mắm. Tráng trứng chín vừa tới. Rưới chút nước mắm lên cơm trắng. Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị lên. Món cơm trộn có thể làm dễ dàng dù ở đâu.
cơm trộn tí nướng hoàn thành. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức. Nhưng mà ở Hàn Quốc trước khi ăn, mọi người sẽ nói, tôi sẽ ăn ngon miệng. Thầy ăn ngon miệng ạ. Em cũng muốn làm giỏi như thầy. Em đang làm rất tốt mà. Chỉ cần học một chút thôi là em có thể làm tốt được. Lần sau em sẽ làm được giống y như vậy ạ. Vừa nói chuyện vừa ăn cơm trộn, hương vị này thực sự siêu ngon. Thầy cũng đã đi nước ngoài khá nhiều, nhưng chỉ có đồ ăn Hàn Quốc là có những chức năng riêng. Không thể nói ẩm thực Hàn Quốc là số 1, nhưng mà ẩm thực Hàn Quốc tốt cho sức khỏe. Nên rất là vui khi em biết đến, và sau này mong em sẽ quan tâm nhiều hơn nữa. Rất cảm ơn em vì đã dành sự quan tâm cho ẩm thực Hàn Quốc. Dạ, thầy hãy sống thật khỏe mạnh ạ, và thật hạnh phúc ạ. Hôm nay em được ở đây học làm cơm trộn cùng đầu bếp Xin, rất là hài lòng ạ. Bởi vì khi làm một mình, em có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi đến đây thì em đã học được rất nhiều ạ. Em sẽ ghi nhớ cách làm này, bởi vì thực sự nó rất là bắt mắt. Lần tới em sẽ làm cho gia đình hoặc là bạn bè y hệt như vậy ạ. Nguyên liệu đều là những thứ dễ tìm mua nên có thể áp dụng được. Nhưng nếu dùng được các nguyên liệu Hàn Quốc thì sẽ tốt hơn. Có thể làm canh kim chi, canh tương đậu và cũng có thể làm bằng nước mắm. Có thể đem hương vị Hàn Quốc đến với mọi người thì thật tốt. Thủ đô Kazakhstan, trung tâm học viện Sejong. Không lâu trước đây em đã có khoảng thời gian đẹp như mơ tại Hàn Quốc. Atilek vẫn xao xuyến khi nhớ tới thời gian tuyệt vời ở Hàn Quốc. Em đã được học từ thầy Hyo. Em đã học được cách mà người Hàn làm cơm trộn. Thầy Hyo đã chỉ dạy rất cụ thể, chậm rãi, nên em có thể hiểu hết được ạ. Em sẽ cho mọi người xem cách làm ngay đây ạ. Năm màu sắc đặc trưng của Hàn Quốc bắt đầu từ trứng để có màu trắng và vàng. Atilek làm theo cách mà thầy Shin đã chỉ dạy. Đây là cơm ạ. Đầu tiên sắp các nguyên liệu lên một cách đẹp mắt. Rất nhiều nguyên liệu nên chúng ta cho mỗi loại một chút sẽ hợp lý hơn ạ. Sắp xếp các màu giống nhau, không ở gần cạnh nhau. Chúc các bạn ngon miệng. Mời thầy hiệu trưởng thưởng thức. Chúng em đã làm rất ngon đó ạ. Nguyên liệu có vẻ nhiều hơn so với đồ ăn ở Hàn Quốc vậy. Món cơm trộn tâm huyết của Atilek. Hương vị hoàn thành. Vị khách khác. Ngon hơn hẳn so với cơm trộn bán ở nhà ăn của trường. Hoan hô. Rất ngon. Wow, cảm ơn ạ. Ngon lắm. Hôm nay đã cùng các bạn làm cơm trộn rất vui. Đã có thời gian đẹp như mơ tại Hàn Quốc. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Mọi người hãy thật hạnh phúc. Đến lần gặp sau nha.